trò của nhạc sĩ Trịnh Đức Hùng. Và khi anh thi tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thì nhạc sĩ Trịnh Đức Hùng đã chỉ dẫn rất nhiệt tình, và năm đó anh đạt được giải cao của tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đây xin mời quý vị chúng ta đến với một bài hát rất hay của nhạc sĩ Trịnh Đức Hùng, bài hát mang tựa đề Cổ Tích. Xin giới thiệu đến quý vị tiếng hát của nam ca sĩ Đông Quân. Đông Quân xin trân trọng kính chào tất cả quý vị quan khách, quý vị những người thân yêu của anh Trần Thiết Hùng đã đến đây trong một buổi nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Trần Thiết Hùng. Cho em chia sẻ một chút, đó là em là một học trò của anh Trần Thiết Hùng, và được cái niềm nuôi dưỡng cái nghề ca sĩ của em, đó là từ cái nôi là Trung tâm Văn hóa Bình Thạnh. Và khi Trung tâm Văn hóa Bình Thạnh có anh Kỳ Anh, rồi có tất cả các anh ở đó, anh Đình Phúc nữa, thì tổ chức một cái cuộc thi là tiếng hát karaoke của tỉnh của Bình Thạnh, thì Đông Quân đoạt giải trong cái cuộc thi đó. Thì từ đó thì anh Hùng đã nhận được Quân làm đệ tử, và kỷ niệm đối với anh Hùng rất là sâu sắc trong trái tim của anh Quân. Vì trong giai đoạn đó Quân là một cậu bé, là một côi, rồi được anh Hùng, mặc dù anh Hùng khó khăn nhưng mà anh Hùng đã nuôi Đông Quân. Nói kiểu nuôi là đúng luôn quý vị. Mỗi buổi trưa thì anh Hùng luôn kê cơm, rồi tất cả các anh em ở lại ngồi ăn cơm với anh Hùng, rồi anh Hùng chỉ dẫn từng ly từng tí. Tất cả những kỷ niệm anh Hùng luôn luôn hiển hiện trong trái tim của Đông Quân. Và ngày hôm nay là một cái ngày mà anh Kỳ Anh đã làm nên một cái chương trình mà Đông Quân cảm thấy rất là ấp ủ rất là nhiều, vì anh Hùng đã làm một cái bệ phóng cho rất nhiều ca sĩ nổi tiếng. Trong đó có ngày hôm nay thì có một người mẹ thân yêu của Đông Quân, mẹ nuôi của Đông Quân, cũng là học trò của anh Trần Thiết Hùng. Rồi ở trong sân khấu này cũng có là một bạn thành viên ca sĩ trẻ nhà văn hóa thanh niên. Khi mà anh Kỳ Anh về nhà văn hóa thanh niên làm, thì anh Kỳ Anh nhà gia viên anh Hùng về nhà văn hóa thanh niên để hướng dẫn cho nhóm câu lạc bộ ca sĩ trẻ nhà văn hóa thanh niên. Thì có bạn ca sĩ Hương Liễu có ngày hôm nay nghe tin chương trình của anh Hùng đã đến đây. Đó quý vị, tình yêu của anh Trần Thiết Hùng đến với tất cả chúng ta thật là tuyệt vời, thật là lớn lao. Cái ngày mà nghe tin anh Hùng ra đi, ngày đó thì Đông Quân đã đến nhà của anh, và Đông Quân nghĩ rằng anh đã hoàn thành sứ mệnh của mình ở cái cõi dương gian này với rất là nhiều tác phẩm tuyệt vời mà tất cả ca sĩ chúng ta luôn luôn nhớ, bản thân Đông Quân luôn luôn nhớ những ca khúc như Ru Khúc Tàn Phai, rồi Như Giọt Mà Mưa Buồn, Những Tiếng Ca Đi Ta Buồn, Cô Bé Có Chiếc Răng Khểnh, rồi nhiều những tác phẩm của nhạc sĩ Trần Thiết Hùng nó nằm ở trong trái tim của Đông Quân tới bây giờ rất là nhiều ca khúc. Nhưng mà khi mà hát lên những ca khúc của anh Trần Thiết Hùng thì nó tuôn ra, Quân không cần phải học lời, cũng không cần phải gì hết. Ngay cả ngày hôm nay anh Kỳ Anh có mời Đông Quân tham gia, thì Đông Quân chọn một cái bài, đó là bài Cổ Tích. Cái bài Cổ Tích thì anh Hùng đã dàn dựng rất là nhiều chương trình, nhưng mà Đông Quân rất là nhớ cái kỷ niệm anh Hùng đã chỉ Đông Quân từng nốt trong các khúc này. Và ngày hôm nay sở dĩ mà Đông Quân ở đây để mặc một cái áo như thế này, rồi chuẩn bị một cái tiết mục chỉnh chu như thế này, đó là cái tình cảm trân trọng và biết ơn đối với một người thầy của Đông Quân, người đã chắc chắn cho Đông Quân để được đứng đây để cái cuộc đời sự nghiệp của Đông Quân cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy mãn nguyện vì đã sống với âm nhạc, sống với những gì mà anh Hùng đã chỉ dạy. Ngày hôm nay cái hình ảnh của anh Hùng đã khắc sâu trong trái tim của những người yêu âm nhạc và những người bạn của anh Hùng. Đông Quân nhìn thấy các anh, các chú, các cô có mặt ở đây, Đông Quân nghĩ rằng tất cả mọi người rất là yêu anh Hùng, đúng không ạ? Và một lần nữa, Đông Quân xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của tất cả mọi người có mặt ở đây. Cảm ơn. Và bây giờ, xin mời cùng đến với một phẩm của nhạc sĩ Trần Thiết Hùng, Cổ Tích. Các khúc này Đông Quân được biểu diễn cùng Vũ Đoàn
rồng Việt. Yeah.
Dạ, cảm ơn quý đồng Việt. Và em cảm ơn anh. Ngày hôm nay thì đồng cô cảm thấy rất là xúc động. Có những cái gì sơ xuất, xin quý vị thương xót bỏ qua cho.